Chào mừng quý vị đến với DM TV được phát trên kênh gelexia. Thể theo lời yêu cầu từ mạng điện thoại cũng như mạng internet thì ngày hôm nay nhóm phóng viên của DM TV hiện đang có mặt tại hiện trường con đường 40m được kết nối từ vành đai 3 tới Time City. Như quý vị có thể thấy, hiện con đường 40m đang làm tới chân tòa CT2A và đang tiệm cận với con đường nút giao ngõ 727 Tam Minh Trinh. Và đây là hiện trường thi công tại công trường. Trước mặt quý vị và các bạn đang là tòa CT2A. Tòa CT2A hiện tại đang thi công xong đến tầng 32 và chuẩn bị đổ tầng 33. Đây là CT2B và CT3. Cả hai tòa này đều đã cất nóc thành công. Phía trước mặt quý vị và các bạn hiện là quang cảnh thi công và phục vụ cho công tác đào đất và thi công đường cống cho con đường 40m. Toàn cảnh một đại công trường rất lớn của con đường 40m và phía khu liền kề thấp tầng của Gamuda. Khu hàng rào tôn quây xanh là khu liền kề thấp tầng của Gamuda nhé các bạn nhé. Phía trước mặt của chúng ta, tòa nhà màu trắng vàng kia các bạn có thể nhìn thấy, đó là tòa Đồng Phát Park View. Xa hơn một chút, đó là Time City. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy là từ dự án tới Time City thì nó sẽ rơi khoảng là 2 cây số, 2,5 cây số theo đường chim bay, rất là gần. Có thể nói không quá là nếu như mà con đường 40m này mở ra thì giá trị của gelexia nói riêng và tất cả các dự án trên trục đường 40m nói chung hiện đang có mặt ở đây sẽ được nâng tầm lên một cái giá trị mới. Đối với những cư dân lựa chọn gelexia làm nơi an cư thì đây là thông tin không thể tốt hơn. Thưa quý vị, thì cách đây chừng khoảng một tuần thôi, khi chúng tôi mới bước vào cái con đường này thì hiện trạng của nó vẫn còn đang rất là ngổn ngang với các lùm cây và các khối mô đất còn chưa được kịp giải tỏa. Nhưng hiện tại về cơ bản thì các bạn có thể nhìn thấy là cái khung đường đã lên xong xuôi rồi. Và bây giờ chỉ còn là công tác là chuẩn bị cho việc là cống và lu nền. Các vật tư cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Theo như thông báo của ban quản lý giải phóng mặt bằng và triển khai con đường 40m này thì chắc là trong khoảng là trung tuần tháng 12 thôi là đoạn đường này sẽ được thi công xong xuôi hoàn thiện và riêng cái đoạn đường này sẽ được đưa vào sử dụng. Một thông tin nữa là đối với phần hoàn thiện bên trong tại dự án gelexia Riverside thì theo thông báo mới nhất của chủ đầu tư thì ở phía bên trong thì chủ đầu tư đang thi công phần ME đã hiện tại đã lên tầng khoảng 20, ngoài tầng 20 tùy từng tòa. Như vậy chúng ta có thể thấy là tổng thể về tiến độ của dự án gelexia Riverside hiện đang được đẩy rất nhanh. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình cập nhật tiến độ của dự án gelexia hàng tuần và các bạn nhớ hãy đón xem
trên kênh chính thức của DMTV hoặc truy cập website của web gelexia885trinh.info để liên tục nhận được những bản tin mới nhất cập nhật về tình hình.